bản đối với các cái cửa này rồi. Ví dụ bây giờ tôi muốn bố trí cái cửa đi thì các bạn vào architecture này, vào door này, thì các bạn có thể chọn này, cửa đôi, load family. Các bạn tạm thời các bạn cứ chọn cho tôi một cái cửa basic trong này, còn sau này tôi sẽ dạy, ví dụ như là các bạn sẽ vẽ chi tiết cửa, cái cửa đấy như nào, đố ra sao, tất cả mọi thứ chi tiết nó có detail. Tôi sẽ dựng ra một loại cửa, vì thực ra ấy, làm kiến trúc cái bản cửa này là cái bản cũng rất là mệt, nhưng mà với Verit thì nó sẽ rất là nhàn, bởi vì nó automatic, nó thống kê cửa, mình không phải ngồi đếm cửa, đúng không? Cái câu chuyện mà tôi đã kể cho bạn từ đầu ấy, đúng không? Cái việc ngồi đếm cửa, đếm xong thì nó lại mỗi hôm đếm nó lại ra một kết quả đấy nha, giống như chơi lô ấy. Đấy nhá. Hôm nay đếm thì nó lại ra kết quả, mai đếm nó lại ra một kết quả khác, là chuyện bình thường nha. Cái việc đấy các bạn này, ok, bạn lấy cửa đấy đúng không, bạn edit file này, duplicate. Thì với cái thông tin ở giai đoạn này, các bạn chỉ cần cho tôi kích thước cửa ấy, thực tế ra ngoài người ta chỉ cần kích thước cửa này là cao và rộng lắm nha. Ví dụ đây chọn mét 6 nhân với ngã 2200. Ok. Mình không biết thì sẽ không bao giờ ra công được. Này, 200. Ok, mình đặt vào đây. Nha, các bạn cứ đặt vào đây thôi, các bạn đặt càng nhanh càng tốt. Nha, đặt nhanh thì nó càng chính giữa. Nha, Revit nó một quan điểm là hay bắt chính giữa. Nha, chọn này. Đây là đi ra đây đúng không? Lệnh tắt là DI. Này, DI chọn trục, chọn đây, chọn đây, đưa đây nha. Khi bạn chọn lối đi này nó có chữ EQ này, là equal, ấn vào đây là bằng, chọn đây equal đấy. Đấy nha, ấn EQ này nha, vô đo đây, đặt cửa này, cửa đơn, edit file, duplicate. Các bạn chọn đây, ví dụ cửa đơn đây là D1 chẳng hạn, kích thước 900 nhân với cả 2200 đúng không? Đấy, có những trường hợp thì các bạn biết thừa đi làm nhà dân thì nó sẽ là bao nhiêu, 930 rồi kích thước phong thủy rồi các kiểu các kiểu các kiểu, thì các bạn tư vấn nhà ở đây kiểu gì chẳng các bạn làm nhà dân đúng không, làm nhiều là khác nha, nhà dân là cứu sống rất nhiều người nha, nhất là trong mùa Covid. Đấy. Và phần thứ hai nữa đó là khi cái tường này, các bạn muốn cái tường này sau cái cửa này, nó đều phải có cái gì, ví dụ lớp vữa chát chẳng hạn, ví dụ cửa công nghiệp ấy có lớp vữa chát thì ta chọn cái tường này, cái thoại này, thì mọi người nhìn đây nó có phần là gì, do not warp, mọi người chọn là boost. Ok, thì các cái phần cửa này nó sẽ có lớp vữa chát đó.